Hai ngày vắng mặt ở trên kênh YouTube của Thanh Tâm Audio thì hiện tại em đang có mặt tại cơ sở 1 tại Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội để gửi tới các bác những bộ sản phẩm mà các bác đã quan tâm trong 2 ngày qua mà yêu cầu Thanh Tâm Audio làm video clip để các bác có một cái trải nghiệm trực quan nhất. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng đã có dành thời gian để đóng tất cả những bộ sản phẩm, những cái đơn hàng đã được chốt trong 2 ngày vừa qua và gửi tới các bác đúng như theo cái cam kết của Thanh Tâm. Và khi bác nhận được hàng thì các bác lưu ý giúp em đó là tất cả các sản phẩm Thanh Tâm Audio cung cấp cho các bác với cái nguồn hàng sách tay từ Japan thì sẽ sử dụng nguồn điện 100V. Các bác tuyệt đối không cắm nhầm điện. Sản phẩm ngày hôm nay thì em gửi tới các bác là một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Panasonic với tên mã là SAPMX100. Đây là một bộ sản phẩm gần như là đời mới của hãng, được tích hợp cái khả năng kết nối wifi cũng như là mạng LAN để chúng ta có thể cài được app ở trên điện thoại và stream nhạc với những cái ứng dụng như là Spotify hoặc Tidal hoặc là Deezer. Đây là PMX100. Tuy nhiên, cái phiên bản ngày hôm nay của chúng ta thì là một trong những cái phiên bản hình thức không được đẹp cho lắm, vì thế là Thanh Tâm Audio đang có mức giá sale off là 8.500.000. Bản này mà đẹp xuất sắc thì phải trên giá trên chục triệu các bác nhé. Và cái mức giá sale off này thì vẫn đầy đủ điều khiển từ xa cũng như là dây loa. Và các bác lưu ý giúp em là đó là hình thức xấu nhưng mà nội thất cũng như là cấu hình bên trong tất cả còn nguyên bản hết. Bây giờ thì em sẽ gửi tới các bác cái hình thức của bộ PMX100 để các bác cùng nắm bắt được. Hiện tại là chúng ta vừa được nghe cái nguồn phát nhạc từ chế độ Bluetooth của máy, vì thế nên là đang có quảng cáo thì em sẽ bỏ qua quảng cáo, sau đó em sẽ giới thiệu với các bác cái bộ sản phẩm này. Ok, đây là PMX100 hình thức không được đẹp, gọi là hình thức cá sấu. Tuy nhiên thì vẫn đầy đủ 2 e-căng các bác nhé. Đây là điều khiển zin của máy này, chúng ta cũng có đầy đủ điều khiển zin. Những cái không đẹp thì em sẽ quay ngay sau đây thôi. Mặt trước thì rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy mặt trước này, nhôm phay, rồi chúng ta sẽ có tem của Hi-Res Audio, Hi-Reduction sound. Máy thì sẽ có cái mặt trên là nhôm, và một con máy đẹp thì không đẹp thì nó sẽ bị xước như này đây. Các bác có thể nhìn thấy những cái vết xước ở cạnh này, cấn này, đó, đây trên mặt lưng này, các bác có thể nhìn thấy. Và loa cũng như thế, loa thì cái mặt trước do có e-căng bảo vệ cho nên là tất cả còn đều nguyên bản hết, nhưng mà mặt trên thì sẽ bị chảy xước, như bạn đang nhìn thấy đây. Cái này là chủ cũ của chúng ta dùng hơi phá một chút. Đó. Con này thực ra là không phải là Thanh Tâm Audio mua về mà nó bị xước vậy đâu. Khi mà em nhìn bên Nhật thì em cũng đã biết là xước rồi đấy, nhưng mà cái mức giá nó cũng khá là ok với một con mà tính năng Super Bass mạnh nhất trong cái phân khúc mini, cũng như là tính năng thì CD, USB cũng như là Bluetooth đầy đủ hết, thì mức giá 8.500.000 nó chỉ bằng bộ PMX80 thôi, nhưng mà nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bác nhá. Loa 3 đường tiếng, công suất 60W một kênh, chúng ta sẽ có một củ bass đường kính 12cm và gân cao su. Dòng này thì chưa bao giờ hỏng một cái gì liên quan tới loa, kể cả gân. Trung âm 2cm, chép 1cm. Phía sau của PMX100 thì chúng ta sẽ có cái thông tin đó là sản xuất năm 2015. Đó, sản xuất năm 2015. Nguồn điện 100V, cầu ra loa dạng dây kẹp, râu thu sóng Wi-Fi, đường cắm mạng LAN, đường cắm USB DAC từ máy tính sang và một đường AUX IN. Đây là phía sau của loa, chúng ta cũng có dạng dây loa dạng kẹp và lỗ thoát hơi. Các bác lưu ý nhé, con này thì sale off là 8.500.000, chỉ có một bộ duy nhất thôi. Thế bác nào mà nghe nhạc không nặng về cái thẩm mỹ bày biện thì có thể chốt ngay em này. Em này thì được chơi nhạc cực đa năng luôn. Về cái tiếng bass thì mạnh nhất trong phân khúc. Trong cái dòng mini nói chung thì khi mà tất cả các thương hiệu nhìn thấy Panasonic thì đều phải cúi đầu hết. Và cũng đã có một bác khách ở Hải Dương mua của em bộ này và có phân vân về cái câu chuyện đó là chúng ta có thể nắp thêm trầm được không. Tiếp chia sẻ với các bác là những cái bộ dàn như này thì các bác thoải mái có thể đắp thêm trầm, đó là cái con những con trầm điện. Nếu mà cái đầu máy uply nó không có cái hỗ trợ đường ra loa, đường ra cho súp ấy, thì chúng ta có thể cấu từ cái đường cầu công suất của loa ra cũng được. Nhưng mà các bác phải lưu ý là phải trầm điện nhá. Còn những con đầu máy uply mini như này nó không kéo được trầm hơi đâu. Và cái đặc điểm tiếp theo nữa mà em cũng khuyên khách hàng đó là nếu mà cái không gian các bác khoảng 25m² trở lại mà gắn thêm trầm thì em khuyên các bác không nên gắn thêm. Tại vì tiếng bass trên Panasonic PMX nói chung ấy nó đã rất là mạnh rồi. Các bác mà ghép thêm trầm vào thì nghe nhạc rất là mệt mà không nghe được lâu. Đó. Bộ PMX100 này sẽ cung cấp cho chúng ta khả năng chơi nhạc từ CD, từ Bluetooth, từ USB với định dạng nhạc FLAC Lossless. Ngoài ra thì máy hỗ trợ đường AUX phía sau cũng như là một đường USB DAC từ máy tính sang các bác nhá. Ngoài máy cũng hỗ trợ wifi cũng như cắm mạng LAN để các bác có thể cài app vào trên điện thoại cũng như stream nhạc từ Spotify qua. Đấy là một cái điểm rất hay so với những cái dòng 90, 80, 70.
Bạn nào quan tâm tới bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline ở Thanh Tâm. Bây giờ em sẽ test luôn cho các bác nghe thử cái chất lượng nhạc từ chế độ CD. FM đến 108 luôn các bác nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Nhiều bác thì khi đi mua dàn Nhật thì hay hỏi em đó là FM cũng như là AM thì bắt được nhiều kênh không, hoặc là hỏi rất là chi tiết về cái tính năng này. Thực sự chia sẻ với các bác là Thanh Tâm Audio bán rất là nhiều dàn từ Nhật, nhưng mà chưa một con máy nào em có sờ vào hai cái tính năng này để nghe và trải nghiệm cũng như là nhớ được những cái kênh của những cái đài. Vì thế nên những cái tính năng này thì mong các bác khi các bác nhận máy thì các bác tự tìm hiểu giúp em. Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu, bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em, dịu dàng lại đi bên em bình yên, cơn gió lang thang về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm dì dào bên ta nỗi nhớ cười xa. Lại nghe yêu thương trao dâng lòng tôi, và nghe khát khao trong tiếng em cười. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi. Về lại phố xưa, về trong mùa thu, bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng. Lại đi bên em bình yên, cơn gió lang thang về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm dì dào bên ta nỗi nhớ khơi xa. Về đây bên nhau cùng bao buồn vui, sau những tháng năm ở chốn quê người. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi. Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu, bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng. Về đây bên nhau cùng bao buồn vui, sau những tháng năm ở chốn quê người. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi. Dù mãi. Hy vọng rằng với một cái clip mà đã quay trực quan về chi tiết của sản phẩm này thì các bác có thể nắm bắt được cái hình thức của máy và có cân nhắc xem đây có phải là cái sản phẩm mình đang tìm kiếm không. Không gian chơi nhạc của PMX100 sẽ vào khoảng 25-30m2 và nguồn nhạc sẽ từ Bluetooth, CD, USB và thậm chí là cả cái app trên điện thoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.